xin chào quý vị khán giả và các bạn của kênh YouTube nhà báo Phan Đăng. À, thưa quý vị trong chương trình Phan Đăng hỏi chuyện ngày hôm nay thì uh, tôi chỉ muốn bàn đến một chữ thôi, đó là chữ yêu và để bàn về chữ yêu đó, đó thì có lẽ là không có ai hợp hơn nhà thơ Hồng Thanh Quang. Được. Xin <laughs> cảm ơn chú Hồng Thanh Quang. Ồ, rất vinh hạnh thực ra là là uh, khi phải bàn về chữ yêu ấy, dạ. thường thường người ta yêu không ai bàn về yêu cả mà là dạ. chỉ đơn giản là yêu thôi còn việc bàn về yêu về tình yêu về chữ yêu chắc là dành cho những người không còn có khả năng thực tế tức là yêu để xong yêu rồi nữa. Là... Bạn. Ờ, đúng. <laughs> Bởi vì khi người ta bắt đầu phần lý luận thì tức là chắc là khả năng thực tế bị suy giảm đến mức độ đáng báo động. Thì bây giờ về hỏi thật chú Hồng Thanh quang là cái khả năng thực tế của chú bây giờ còn yêu được không? <laughs> ừ. cho, cho nên thực ra có một slogan tôi thôi, từ ngay từ bé là còn dạ. sống thì còn yêu. Dạ. Tức là ngay từ khi sinh ra từ rất bé rồi. Ừ đã bị ám ảnh bởi cái chữ ấy và Được. chắc là sẽ đến khi nào thì có tắt hơi thở thì may ra mới không bị ám ảnh còn khả năng thực tế cũng là tùy tùy từng lúc tùy hoàn cảnh tùy rất nhiều điều kiện Được. và nhưng mà sáu mấy tuổi thì cũng bắt đầu là là ra rồi và bắt đầu một một cuộc sống khác Được. và chắc bây giờ nghĩ về tình yêu và bây giờ có thể yêu thì cũng xem một cái kiểu nào đó khác ừ, tối hôm qua tôi vừa dự cùng mấy người bạn đi bộ đội cùng với tôi ấy, dự đám cưới con gái của một cũng người bạn trong cái lứa ấy Được. À, thì ông bạn tôi cũng là một người rất nổi tiếng Là một người rất là lãng tử Một người có thanh danh rất là mãnh liệt Trong thời trường bây giờ đúng là nhìn các con ý, Lấy chồng, lấy vợ ý, Thì mình cũng hơi ân thận về quá khứ của mình mà Bây giờ chắc là mình phải biết sửa mình sống sao Cho nó xứng đáng là bậc cha chú Của một thế hệ <laughs> tương lai như vậy Tức là mình sẽ bớt yêu đi đấy Không phải thế mà Được. chắc là phải Cuộc đời mỗi giai đoạn ấy, Mỗi Được. lứa tuổi, mỗi tâm thế Mỗi thể trạng về tinh thần và vật chất thì nó có một kiểu yêu khác nhau ừ. và bây giờ chắc là phải chúng ta ấy tình yêu không bao giờ có lỗi cả tình yêu của bất kỳ ai cũng không bao giờ có lỗi cả dạ. cái lỗi là ở những người bên ngoài nhìn vào thôi ừ. nhưng phải làm sao yêu để phù hợp với thể trạng tinh thần vật chất và hoàn cảnh thậm chí cả lứa tuổi của mình nữa ừ. không nên một người già không nên yêu như một người trẻ ừ. chắc chắn là như vậy và một người trẻ cũng không nên yêu như một ông đúng già đúng rồi không dạ. nên như thế bởi vì khi chúng ta cuộc sống dạ. nó đẹp và sự hài hòa dạ trong tình yêu chắc là nói chuyện đúng sai thì rất là vớ vẩn nó 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 hài hòa và làm sao ấy những trạng thái yêu đương thì mang lại tác dụng tích cực đối với chính bản thân những người can dự và cả với xung quanh thì chỉ như vậy thì tình yêu mới 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 đáng được tôn vinh đáng được trân trọng đáng được truyền bá chú ông thanh quang làm trò nhớ đến một câu của xuân diệu làm sao sống được mà không yêu mà chính chú quang ấy cháu nhớ là chú có một cái bài thơ cháu không nhớ cụ thể nhưng mà có một cái ý rằng là khi mà đã yêu nhau rồi thì luật trời ta cũng sửa đúng, đúng. đúng. em vẫn thực ra cái bài thơ này nó được nó như là những câu bột phát có tính hơi bi phẫn trong một hoàn cảnh cụ thể nhất định trong cuộc đời lúc ấy nó rất khó khăn thì, thì, thì nói em vẫn chưa già đâu còn anh không trẻ nữa nếu hạnh phúc cho nhau luật trời ta cũng sửa hoàn toàn một câu bi phẫn như thế và tôi mới có một chuyện vui ngày xưa tôi có một uh, một ông anh ông cũng là phóng viên báo quân đội nhân dân bác quê thanh hóa anh anh bùi văn bồng ấy yeah. anh hơn tuổi tôi phải hơn nhiều <laughs> tuổi ý. thì cái lúc ấy tôi cũng nhớ thì cái bài thơ này của tôi lúc được viết ra được ấy thì để vợ anh ghi nhớ thế là lúc anh vào anh anh bồng anh mất rồi ở trong thành phố hồ chí minh ấy, thì anh với anh với chị thì vợ thì hai vợ chồng cũng mâu thuẫn thôi, thôi thì chuyện cũng là bình thường thôi vì hai vợ chồng ra tòa nhưng, nhưng, nhưng chị vợ của anh ấy không muốn không muốn bỏ chồng bởi vì chắc hoàn cảnh vẫn yêu chồng hay gì đấy và khi ra tòa thì chị vợ ấy chị mới nói với cả tòa là để bôi xấu chồng mà ông này là ông rất là không tôn trọng pháp luật đâu ông đấy ông là ông lấy câu thơ bảo đấy ông này ông biết cả câu thơ tức là lấy câu thơ của chú là gắn cho chồng mình bảo đấy ông bảo luật trời cũng sửa luật trời ông còn sửa thì ông luật, người không thì ông thế à. thì chị nói thế nào mà sao quan toàn cái bùi tai cái hoãn không cho cho anh ấy bảo vợ đi gì uh... trong một một hai năm sau mới đi dị được thí dụ ấy cái cái câu ấy nếu mà suy ừ. diễn mà bị chủ mũ ấy, thì rất dễ bị đánh giá là con người không tốt về phương diện xã hội <laughs> nhưng trong cuộc sống mình đôi khi người ta phải nghĩ như thế yeah. tức là cái sự khao khát qua từ ra tình yêu là gì tại sao chúng ta cần tình yêu và tại sao con người luôn bị ám ảnh bởi tình yêu nó bởi vì cái này ấy, nó không phải chỉ là sự gắn bó với nhau đâu nó không phải là chị hoạt động thể xác đâu hay gì đâu tình yêu nếu cần thì vì khi có tình yêu khi đeo lăng kính của tình yêu vào mắt ấy thì con người trở nên tử tế và xót xa nhau hơn và đấy chính là cái điều mà mà xã hội lúc nào cũng thiếu ở bất cứ giai đoạn nào trong bất cứ thể chế nào ở bất cứ đâu bất cứ dân tộc nào người ta vẫn con người trông hơi thôi vẫn tàn nhẫn với nhau và để không tàn nhẫn với nhau để bớt tàn nhẫn với nhau để tự nhiên trở nên thánh thiện hơn ý, xót xa nhau hơn thì cần phải, phải có tình yêu ừ. tình yêu nó quan trọng là như thế cho nên là mà khi có tình yêu ấy tình yêu cải biến chúng ta rất nhiều thì có người mới có đủ lòng và dũng cảm để thương nhau đến mức độ là luật trời cũng sửa tất nhiên luật trời chả ai sửa được sinh lão bệnh tử và xã hội cũng thế, nhiều luật sửa thế nào được trốn thế nào được chạy thế nào nhưng được. mà khát vọng nhưng... thế mong muốn Đời, thế. đấy và à... chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta trở nên cao đẹp hơn ừ, thực ra ấy, con người ta cũng không ai hơn ai đâu con người nào cũng có cái tốt cái xấu nhưng người nào yêu yeah. nhiều là người ấy có nhiều cơ hội để bộc lộ cái tốt của mình ra và có nhiều cơ hội để kìm nén những cái xấu của mình yeah. và đấy chính là giá trị của tình yêu và đấy là chính giá trị của tình yêu khiến cho Pushkin đã từng viết rằng mọi lứa tuổi đều hàng phục tình yêu bởi vì đã là con người kể cả kẻ ác đi chăng nữa thì cũng muốn trở nên tử tế có rất nhiều kẻ ác chúng ta thấy đó, nó làm những việc ác bằng những cái hành động tưởng như rất rất tử tế là bởi vì trong lòng những kẻ ác ấy ở khoảnh khắc ấy vẫn còn le lói cháy những cục than của tình yêu khiến cho nó biết xấu hổ nó không dám bộc lộ đúng cái ác theo đúng hiện dạng của nó và nó vẫn phải dùng cái vẻ mặt, cái gương mặt, cái nét mặt và cái sắc diện của tình yêu. À, ở đây có một cái chuyện là chú Quang vừa nói có thể nói là những luận đề về tình yêu đấy à, cháu rất là đồng cảm nhưng mà cũng phải nói với quý vị ngay rằng là nhà thơ Thanh Quang nói những điều đó không phải chỉ trên tư cách của một nhà lý thuyết đâu mà cái câu thơ là luật trời ta cũng sửa đó ta thật ra chính chú cũng trải nghiệm thực tế tức là Đúng. chính chú cũng sống trong cái trạng thái mà muốn sửa luật trời nếu như không có cái gì bí mật Đúng. thì chú có thể chia sẻ cái thực tế lúc đó được không? không thực ra là người ta sống vì tương lai không thực tế là gì thực tế là nó có một một tình yêu rất là trái khoái Đà. và và chính vì cái sự trái khoái ấy và nó khiến cho gây nên rất sự phản đối sự cưỡng lại sự thị phi rất nhiều của xung quanh năm đấy chú bao nhiêu tuổi ạ năm mấy là gần 30 tuổi nhưng mà tôi lại thuộc lại là về mặt tâm hồn ý, thì tôi rất rất chậm 30 tuổi nhưng lúc ấy tâm hồn tôi có nghĩ khi cũng chỉ như một cậu bé mới lớn thôi và vẫn thời vẫn đó... và và bởi vì khi bị dồn vào cái cái sự <laughs> bi phận ấy thì tự nhiên biết ra cô thấy và mình cũng đã làm thực sự ở thế này này tôi không biết người khác thế nào ấy nhưng với tôi chẳng hạn khi mình yêu một người ai đấy người nào đấy <laughs> thì chả vì cái gì, đôi khi chỉ vì sự xót xa thực ra là khi mình ngay một cái cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi ấy mọi người sau này bằng nhìn nhận rồi nhận rất nhiều huyền thoại vì thực ra tức là với nhân cố nghệ sĩ lê dung đúng không ạ đúng rồi người vợ đầu tôi ấy, rất nhiều Đã. thứ bởi vì người ta mọi người đều nhìn theo câu chuyện đấy theo đúng góc của người ta nhưng mà chả cái và họ đưa ra rất nhiều giả thuyết mà và như rất nhiều thông nói tin đấy, chú nói chú dùng một cái từ là tình yêu nó kỳ dị à chú dùng cái từ gì đó nó? không nó nó kỳ, kỳ, kỳ lạ ở chỗ là kỳ lạ chỗ là mình ý mình yêu mình không phải không tôi không phải bình thường không phải yêu là như người khác yêu đâu mà đơn giản là mình bị đánh thức lòng chắc ẩn tức là lúc ấy thì mình nghĩ rằng là tại sao một người tài năng như thế mà lại vận hạn như vậy và mình cảm giác là mình có thể bù đắp tất cả sự vận hạn mình như giải thưởng của Chúa trời dành cho cái tài năng đấy trong sự vận hạn ấy. Ừ. Chứ lúc đầu cũng không, không phải là tình yêu theo kiểu như người ta vẫn nghĩ đâu. Nhưng mà cháu nghĩ thế này, tức là người ta nghĩ đơn thuần ra cũng chỉ nhìn vào tuổi tác. Tức là một Mỗi... ông 30 tuổi yêu một cô lúc không, đó là đầu tiên người như ta đó. nghĩ rằng người ta đấy là một người mê hát, mê à, tài mê năng, hát. thực ra cũng không à, phải như thế. Dạ. Nói chung là chuyện này chuyện nó lâu rồi tôi không muốn kể lại vì nó sẽ liên quan rất nhiều người hiện nay đang tồn tại à, dạ. không muốn làm tổn thương tất cả những người đang nhưng mà thực ra không phải thế tôi không phải vì vì mê hát cũng không phải vì nổi tiếng không phải hay vì là nổi tiếng không phải vì giàu có tiền cũng không phải vì nhan sắc hay vì cái gì thật không à. cái thứ ấy khi có tình tình yêu thật ấy, thì mọi cái yếu tố ấy nó chả có nghĩa lý gì cả nó không ừ. nó đơn giản một sự xót xa tự nhiên mình cảm thấy sự tức là đánh thức lòng chắc ẩn ở chính cho bản thân mình ừ. tức mình cảm thấy mình có trách nhiệm phải phải đền bù nhưng mà như là một thực ra nói đúng là trẻ con nó mới nghĩ thế ừ. tức là mình như một giải thưởng của chúa trời mình đến đền bù mình nghĩ rằng mình có thể gánh bát tất cả những cái, cái thanh giá mà người ta đang gánh giúp cho người ta gánh cái thanh giá ấy nhưng mà cái ý rằng là luật trời ta cũng sửa tức thì là mình trở tất lại, cả chống lại chống lại, lại tất cả cái... mọi thứ không mọi chỉ thứ. là tuổi tác mà chống lại à. tất cả mọi thứ tức là nếu mà không thì mình không xuất hiện thì có thể cuộc đời người ta đã theo một hướng khác chống lại ví Th... dụ có bao giờ phải chống lại cả gia đình mình không rồi gia đình có, lúc đầu không không ai đồng ý mình người ta không hiểu tức là ngay cả bố mẹ chú lúc đấy cũng không, không đồng ai, ý ai đồng ý nữa. cả à. tất nhiên tất nhiên không ai đồng ý cả bây giờ mình ở còn mình có con không ai đồng ý với cả hình thức như thế cả vì người à. ta cuộc sống sinh ra xã hội tồn tại được ấy nhá ta phải theo những chuẩn thông thường phổ quát đây là một thứ đi ngược lại tất cả mọi sự phổ quát nó như là một ừ. nó như là một con sóng như một con, con gọi là là, là sóng thần ấy ừ. Ừ. cái 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 tình yêu bình thường ấy thì dù có nồng nhiệt mấy thì nó cũng vẫn chỉ như thơ xuân diệu thôi yeah. đã hôn rồi hôn lại cho đến mãi Đấy, muôn, muôn đời muôn đời nó tất cả đã trời cho nhưng vẫn rất nhẹ nhàng thế nhưng không ừ. bởi không tăng cả đã trời nhưng kia là cuồng phong cuồng phong thật mà cuồng quang thuật xuất phát từ một cái sự đồng cảm, sự xót xa và một sự ảo tưởng của một kẻ mơ người trẻ, kẻ, một người trẻ ừ. mà mang sẵn tâm hồn kẻ làm thơ người trẻ nhiều người trẻ quá khát khao ấy nhưng mà thường thường những người làm thơ rất dễ bị mắc cái bệnh ảo tưởng về quyền năng của mình. <laughs> Tức là mỗi một người sáng tạo ấy thì người sáng tạo nào cũng thế thôi. Thực ra đều nghĩ rằng là mình xuất hiện thì làm tạo ra một cái thế giới mới trong tất cả mọi chuyện và tự nhiên nó dẫn mình đến nhiều hành động bất thường còn nếu mà người sáng tạo nào không có khao khát tới thì sẽ chả có nghĩa lý gì cả thì thì mình chắc cũng gọi là nhìn góc độ khác và sau này tôi có đọc một tài liệu mà của tổ chức y tế thế giới nói rằng là tình yêu thực ra là một căn bệnh nó có phân tích thì <laughs> lúc à? ấy mình cũng là một mắc vào một căn bệnh của thế tình là mình yêu. như một bệnh nhân tình yêu đấy bệnh nhân là. tình yêu tạo cho mình ảo giác cục khủng, khủng, khiếp lớn ừ. nghĩ là mình có thể mà thực sự luôn mình có nghĩ mình có nghĩ là um, cứu được người ta cứu hả? được người ta thay đổi được hết mọi thứ và lúc ấy mình nghĩ rằng là 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 nó vĩnh viễn Thế tại sao ấy sau, sau này tôi mới có một lý thuyết tôi mới nói rằng đấy là bảo là đàn ông ấy người đàn ông nào cũng chỉ có một mối tình sau cuối nhưng có thể không chỉ một những mối tình đầu bởi vì sao tình đầu là gì là khi mình bước vào cái tình yêu ấy mình tự nhiên mình thấy mọi thứ mới mẻ không giống cả vô tiền mà khoáng hậu người yêu nào cũng thế khi bắt đầu yêu thực sự ấy, thì đều nghĩ tình yêu của mình sẽ là vĩnh viễn chỉ có những kẻ na ná tình yêu thì mình nghĩ rằng à yêu tạm hay thế này rồi sẽ kết thúc còn tình yêu thật sự trong bất cứ hoàn cảnh nào và bắt mình nhìn mình nhìn đối tượng mà mình yêu nhìn xã hội xung quanh một cái kiểu mới mà mình có khát vọng mới muốn muốn tạo ra một thế giới mới thực sự tất nhiên sức người thì có hạn sức người thì có hạn đến một lúc nào đấy thì mọi mọi chàng Romeo đều phải trở thành thành ai nhỉ mọi chàng romeo đều trở thành đôi khi lại giống như cái gì. anh chàng sắc lơ trong tiểu thuyết ơ grande của bán giác có thể như thế nhưng lúc đầu đều tất cả đều là romeo hết để muốn cưỡng lại tất cả mọi cái Bởi vì... tại sao mình yêu người ấy mà chỉ có mình mình có thể làm cho người ta hạnh phúc chỉ có mình mới thấu hiểu được người ta mới hiểu được tầm cỡ người ta mới hiểu được tất cả những sự hy sinh những sự chịu đựng của người ta và chỉ có mình mới hiểu được cái tốt đẹp nhất của người ta Điều thế này mọi đối tượng yêu thì rất là những người sĩ nổi tiếng đầy thị phi đúng rồi và, và đại đa số là thị phi đều không nó nó không tốt đặt không tốt <laughs> đẹp bởi vì sao bởi vì tài năng nào cũng thế bởi vì khi ví dụ khoan đang là người có tài thì chắc chắn chủ yếu khoan đang sẽ là tuy vì khoan đang cũng như như tôi sao khoan Đăng lại tài thế được đúng rồi. chắc phải có cái gì khuất tất, chắc phải thông đồng ngày xưa nó bảo thông đồng với quỷ sứ thì bây giờ không có không buộc tội thông đồng với quỷ sứ đâu thì nó sẽ nghĩ ra đủ mọi thứ chuyện cũng như yêu. khi chúng ta nhìn thấy một tình yêu đẹp mà thật của nó trẻ là những mà nó lại trái khoáy nó lại thì không thể có động cơ tốt được tại sao lại em mà... như, thế này lúc đó chú là một người trẻ thế thì trước những cái thị phi đó đó chưa ứng xử với những cái thị phi như tôi, thế nào tôi là thực ra bình thường ấy tôi cũng giống mọi người cũng rất là nhát nhút nhát mà cũng mẫu khuôn mẫu lắm dạ. cũng sợ hãi nhiều thứ lắm đặc biệt ở cái thời của chú đấy ừ, dạ. thời thời bé thì mình mình được giáo dục trong cái hệ thống là bị kìm nén nhiều mình dạ. rất ngại mâu thuẫn dạ. mình mà mình cố gắng đúng là ngay từ bé tôi đúng là cố gắng là học trò ngoan dạ. nhưng cố gắng là một chuyện còn thực ra là mình rất nhiều trò trái khoái vì cái bản tính của mình mà tính ngỗ ngược dạ. nhưng mà đúng là mình cũng muốn ngoan được cô khen đi học phải học giỏi dạ. được khen thì nhận thấy khen được chào cờ được được, được khen thiết là mình rất thích mà lúc nào cũng thế từ bé nó quen nên không tôi không tôi sinh ra không phải để 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 làm người phá phách không phải để đại khái như vậy nhưng trong bản chất mình là khi là mình bởi vì bản chất mình tôi sau này tôi mới hiểu bây giờ mới hiểu là cái, cái 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 cốt cách của một người làm thơ ấy, nó luôn luôn cưỡng lại mọi thứ áp đặt nhưng tôi bình thường thì tôi rất, tôi rất bình thường như mọi người nhưng khi tôi bị dồn vào đường cùng khi tôi bị bị cấm đoán thì tự nhiên là tôi muốn làm ngược lại mọi thứ và càng tôi tôi là người nếu mà bình thường lại nhút nhát nhưng khi bị dồn vào đường cùng tôi là người rất là dũng cảm tức là càng cầm đoán thì càng càng cấm cầm đoán tôi lại càng làm theo ý tôi vì tôi muốn bởi vì bởi vì thực sự tôi, tại còn nếu không cầm đoán ra thì thì tôi tôi nghĩ rằng nếu mà đời tôi không trải qua những sóng gió thì tôi chắc cũng giống như một thị dân phố cổ bình thường có thể chém, có thể nói những điều to tát nhưng mà rất là ít trải nhát nghiệm. ít trải nghiệm mà nhát và thực chất Uhm, Phát đang cứ để ý như ông nào mà hay hay tỏ ra yên hùng mà thì bản chất vô cùng nhát. Nhưng mà như thế này có nghĩa là lúc đó chú bất chấp tất cả các thị phi, chú muốn yêu bất chấp bởi vì hơn người... tuổi Đúng. này thị phi này kệ đi, chú bất chấp. Bất chấp xem người ta càng dồn mình vào đường cùng thì mình cảm thấy phải gắn bó với nhau để chống lại tất cả những cái thị phi ấy, chống lại những cái sự sức ép ấy, chống lại tất cả những sự bôi bác ấy, à. chống lại những sự cấm đoán ấy. Uhm đơn giản có nhiều việc mình cũng chả mình, nếu không bình thường mình cũng chắc mình đã làm nhưng mà khi đã cầm đoán như người ta tài xác lại câm đoán mình thấy chuyện đó là chuyện đúng đơn nhưng mà cháu người. hỏi thế này ví dụ mình bất chấp thế này à, thôi thì người ngoài nói đi ừ. thì mình bất chấp cũng được nhưng mà ví dụ những cái thị phi đấy nó xuất hiện từ chính những người trong gia đình mình thì mình xử lý thế nào bố mẹ mình nói bố này, mẹ mình uh, anh thì chị em này. mọi đã. người ấy thì chắc là nhìn tôi ngay từ bé đã nhìn tôi đúng không thì không phải thị phi tức là bảo không nên không nên khuyến không dạ. bảo là không dạ. nên chứ không phải là vì không, nhưng mà khi nào mình mà mình tôi luôn luôn cách từ nhỏ tôi đã tôi đã có cảm giác là chỉ có tôi mới nhìn ra được những cái điều mà tôi nhìn thấy dạ. còn những người khác không nhìn ra được không nhìn nó không phải vì họ xấu nhưng mà vì họ không có tâm thế như tôi và tôi muốn thuyết phục mọi người nhìn cái sự vật tại sao tôi làm thơ là tôi muốn thuyết mọi người cũng nhìn những hiện tượng ấy những cảm xúc ấy như tôi nhìn dạ. và trong cuộc sống tôi cũng hành động như thế là tôi muốn mọi người nhìn như tôi và ừ. tôi nghĩ rằng lúc đấy tôi đã thuyết phục được được rất nhiều người thì sau mới có kết cục mọi người đều ủng hộ hết ừ. ủng hộ như vậy năm ghế được tổ chức ngay chính tòa soạn báo quân đội, ừ. quân đội, quân nhân, quân đội dân. nhân dân và lúc đấy anh Phan Khắc Hải sau này anh mới kể với tôi anh là tổng muốn tập anh lo tới mức độ ừ. là anh sợ có người lên phá anh còn bí mật thuê hai trung đội vệ binh đứng chặn hai đầu đường Lý Nam Đế <laughs> ừ. để, để mà nhỡ có chuyện gì nhưng mà không có chuyện xảy ra cả mọi người đều đều luôn rất ổn hòa. Thế bố mẹ chú có đến cái đám cưới đấy không? Tất cả đầy đủ như mọi thứ. Tức là bây giờ tôi mới hiểu là bố mẹ tôi đã yêu thương tôi thế nào, đã bước qua mọi thứ và ngay cả xung quan mọi người chắc là là mọi người rất đông lắm bạn bè, tất cả những người đều tất cả những người đều chống đối, đều sau này đều lúc ấy đều ủng hộ tôi khi không chống được. Thế tham tôi mới hiểu rằng là hóa ra ở đời là ăn nhau ở cái vía mình thuyết phục được người ta còn tất nhiên bây giờ tôi mới hiểu rằng những cái tình cảm bất thường những cuộc hôn nhân bất thường thì không rất khó kéo dài đúng rồi. nhưng cái sự kết thúc của những tình cảm như vậy không làm phá giá cái giá trị của sự bắt đầu Chính bởi xác. vì khi đến với nhau cũng đúng và khi rời khỏi nhau cũng đúng để bảo vệ đôi khi chúng ta để bảo vệ tình yêu đã có chúng ta phải chia tay nhau cuộc sống kết là như thúc vậy lại còn đẹp hơn đẹp hơn hay không thì cũng không vui, cũng không quan trọng nữa nhưng ít ra là chúng ta giữ được những ký ức đẹp những cái gì đẹp bởi vì cuộc sống cũng thế nó 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 như cả cả, cả tư tưởng tư tưởng một tư tưởng rất tốt đẹp một có thể giúp bạn giành được độc lập nhưng khi tư tưởng ấy không thể giúp bạn xây dựng được thì bạn có thể chia tay với tư tưởng ấy nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phủ nhận tất cả những cái gì tốt đẹp hữu ích mà tư tưởng ấy đã mang lại tôi nghĩ ngay trong xã hội cũng thế chuyện rất bình thường nó sự kế tiếp bởi vì cái sự phát triển trong tình trong số phận con người trong số phận một đất nước cũng thế thôi nó không phải là một cái gì nó nó nhất quán một cái giống nhau mà nó là sự biện chứng nó là rất nhiều mặt nó là nó là nó muốn là biện chứng thật rất nhiều mặt khác nhau và cái quan trọng muốn để đỡ tổn thất nhất muốn để gìn giữ những cái tốt đẹp nhất là ở trong mỗi hoàn cảnh phải ứng xử với một triết lý với một góc nhìn với những biện pháp phù hợp tôi nghĩ tất nhiên là là mà mặt lý thuyết ý, xã hội muốn ổn định thì các thành phần xã hội ổn định tức là ai cũng muốn những các cuộc hôn nhân đều ổn định cái đó ừ. là lý tưởng nhất ừ. nhưng mà trong xã hội phát triển bốn năm không như bây giờ chẳng hạn hay thì thì chưa chắc cái sự ấy đã tốt bởi vì cái sự ổn định ý, ổn định ổn định trong tư thế động nó thay đổi hình thức nhưng hình thức này là sự kế tiếp của hình thức, hình thức sau là sự kế tiếp của hình thức trước chứ không phải là họ lặp lại và cái sự nó không lặp lại thậm chí là hình thức sau nó thể bên ngoài nó ngược lại với hình như trước nhưng nó vẫn là một sự nhất quán ừ. thì chúng ta phải hiểu như thế chứ bạn bây giờ yêu thương nhau lấy nhau đầu bạc ước muốn thực sự ước muốn đầu bạc sang long ước muốn tất cả con cái đời huyền vân nhưng nhưng khi cái việc nhiệm vụ ấy nó bị chuyển sang một chuyện khác thì có thể hình thức hình thức khác không nhất thiết là phải mà nếu mà chúng ta đó. cứ để ừ. duy trì để có, thì nó không phải nhưng Đúng quan đó. trọng là làm sao tôi vẫn nghĩ rằng con người ta yêu nhau và đối xử tử tế với nhau thì chuyện bình thường thì khi không còn yêu nhau như xưa nữa khi phải chia tay nhau mà vẫn đối xử nhau tử tế vẫn vì quyền lợi của nhau thì đấy mới là cái sự của con người chính chắn và và thế mới là đúng nhưng chúng ta hiện nay đại đa số tất nhiên mình bởi vì con người là con người lý thuyết là một chuyện con người nó có tình cảm cảm xúc yêu đương của con người cái cảm xúc quan hệ giữa con người người với nhau nó phức tạp lắm nó không hẳn như thế nên thành ra chúng ta phải gặp liên tục những bi kịch chia tay nhau là thù hằn là trả nhiều người thù, rất là thù hằn nhiều, nhiều khi để 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 làm Đã. cho nhau trả đạp. đạp bởi vì thế này đại đa số tình yêu đến bây giờ thế cái đó đúng hay không biết nhưng đại đa số tình yêu đều mang đậm màu sắc sở hữu đúng rồi ít ai chẳng hạn bây giờ đúng. chúng ta yêu người này là vì chúng ta yêu cái phần của chúng ta trong đấy rất đúng tôi nói về cái Đã. chuyện ngay là chuyện cái thứ mà tôi quan tâm những chuyện ở việt nam tôi là nhà thơ nhé tôi nghe tôi hiểu từ lâu rồi. rồi nó cháy xa tất cả những cái thứ sinh hoạt đấy là vì thế nhiều người không phải yêu thơ như là thơ, ấy. họ không phải yêu thơ đâu, họ yêu thơ của họ, họ yêu cái chỗ của họ trong thơ và họ rất khó chịu khi khi ừ. họ thấy những thơ hay nhưng không có họ ở đấy ừ. hoặc họ rất tranh giành cái 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 họ tự bảo vệ thơ nhưng không phải họ bảo vệ họ, họ bảo vệ cái chỗ của họ trong thơ. thì tình yêu nó y như thế tình yêu cũng y dạ. như thế. chú quang vừa nói một cái ý mà cháu thấy rất là đồng cảm khi ta yêu một ai đó thì có phải là ta yêu cái người đấy không hay là ta yêu con người bên trong của ta? Với tôi trong, đó, tôi hiểu rồi. Dạ. Phần lớn chúng ta phần lớn rất là càng ngày càng già chắc cả tính giới kỷ càng cao phần lớn chúng ta dạ. yêu yêu hình bóng của chúng ta trong đấy. Đúng. Còn rất ít rất ít khi á à, thế tôi mình mình yêu là mình thương người ấy thật. Yêu yêu quên mình. Tôi nghĩ rằng là 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 trong đời tôi tôi thấy nghĩ là, là 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 có những người tôi gặp thực sự này. những người yêu mình họ họ thương mình chứ còn ừ. mình loại nhà thơ vô dụng <cười> <cười> đấy có những người họ là là <laughs> ví dụ ấy Nh, như như bọn tôi bây giờ chẳng hạn là ừ. xót xa mình là chính thôi chứ ừ. chứ còn giải quyết cái gì ừ. nhưng đấy có những, những đàn ông những phần lớn đàn ông ừ. phụ nữ cũng thế phụ nữ bình thường nhưng nhưng tôi vẫn nghĩ trong cái chuyện này ấy, thì phụ nữ có bản năng mẹ là mẹ mà những người đàn bà có bản năng là mẹ thực tế thì họ thường thường họ xót xa đàn đông hơn ừ. họ 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 yêu người đàn ông hơn chính họ có đàn ông ấy phần lớn là yêu cái quyền sở hữu của mình đối với phụ nữ hơn là yêu chính bản thân người Để phụ nữ đó. và khi xảy ra một có, có một có chuyện gì ấy, là bắt đầu tại sao dẫn ghen tuông ba lăng nhăng đi đâm chém là chính vì thế anh yêu sở hữu của anh tất nhiên tình yêu có những cam kết và phải thực hiện Và nếu không thực hiện rồi thì nó sẽ xảy ra những bi kịch nhưng mà nếu thực sự không biết mà cũng không có những người đàn ông là là yêu như thế Nhưng ít lắm nhưng phần lớn là đàn ông ích kỷ là ông ở làm cho thế giới này cũng trở nên hỗn mang hơn bởi tính ích kỷ ấy không đi theo đạo không phải yêu đạo mà yêu theo đạo là muốn mình làm tâm đồ số 1, số 2 cơ đại khai thế chứ Được. còn nếu mà thực sự <laughs> nếu mà người đi tu nhá cũng như bây giờ tôi nói nói một chuyện chủ đề hơi nhạy cảm giống phan đăng cũng hay quan tâm mà thấy để ý, tức là người đi tu ấy thực chất người đi tu là người ích kỷ và thứ hai là ích kỷ cũng tốt anh tự thân anh rèn luyện thì cũng tốt cái sự cống hiến của anh cho xã hội là là bằng chính cái phẩm hạnh của anh Nhưng người đi tu lại lạm dụng cái quyền là hay đi đưa ra những câu lời khuyên cho thiên hạ là không đúng người bình thường không nên nghe người đi tu nói bởi vì sao người đi tu họ tu theo chính bản thân họ còn người bình thường phải sống cái đời bình thường người không bao giờ biết thế nào là phụ nữ thì không có quyền khuyên người khác là đừng yêu phụ nữ <laughs> anh biết thế nào phụ nữ phải trải nghiệm chứ phải trải nghiệm mà trải nghiệm này không phải lý thuyết dạ. đại đa số các bậc tu hành của chúng ta dạ. là dạ. học thuộc bài dạ. và diễn giải theo cách của mình chứ còn cái người trong đời cơ anh mà trải qua hết mọi thứ rồi cơ anh phải yêu phụ nữ tận cùng chúng cơ. chú nói cái ý đó đó làm cháu nhớ đến cháu có nghe một cái buổi giảng pháp mới đây của đức đà lai lạt ma thì có một người giơ tay lên hỏi ông ấy là Theo ngài đó Thì bây giờ chúng ta phải nuôi dạy con cái thế nào cho tốt Và cả Cái pháp hội nín thở Để chờ Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa ra những cái lời khuyên Về nuôi dạy con cái Nhưng chú biết câu trả lời là gì không Tôi không trả lời được một câu thế này đâu Bởi vì tôi không có con Tôi đã trải nghiệm làm bố bao giờ đâu mà tôi có thể Đấy. dạy được các bạn Tức là Đức Đạt Lai Lạt Ma rất đề cao Sự trải nghiệm và tôn giáo Ví dụ như Phật giáo đúng nghĩa đó là người ta cũng đề cao những cái sự trải nghiệm học lý thuyết là để trải nghiệm chứ không phải học lý thuyết để mà đội lý thuyết lên đầu như đội một chiếc bè. Đấy. những Đã. bậc tu hành, những bậc Đã. nghiên cứu những tình nhân vĩ đại bậc cao thì đều hiểu đúng. Đã. Còn đại đa số những người đi theo đều không hiểu đúng. Sai lệch nó đi. Được, ho Đã. Hoàn toàn anh không có một quyền năng đấy, Đã. anh không thể khuyên được. Bây giờ làm sao mình thế này, lý thuyết cực dễ vì thuộc tôi nghĩ rằng là cái văn minh của nhân loại thế này dù nó không phải là nhiều lắm đâu so với vũ trụ đâu nhưng cũng quá đủ những câu hay ý đẹp đúng rồi chắc câu hay là không có nghĩa lý gì cả anh bảo thế nào là không yêu phụ nữ anh biết sự quyến rũ của phụ nữ nào anh biết phụ nữ có thể cải hóa con người ta như thế nào không đúng. anh biết là nhờ phụ nữ ấy thì mới tạo ra được những giá trị đúng. cả vật chất tinh thần nó to lớn cần thiết thế nào để sự tồn tại của của, của nhân loại hay không đó. cũng như bây giờ chúng ta tôi mới nghĩ thế này tôi từ lâu rồi tôi đã để ý tôi nghĩ rằng cái nền văn minh của nhân loại ấy. con người loài người hiện nay là đi vào số bế tắc rồi sao văn minh luôn phát triển phải tạo ra sự sinh tiếp nối sinh sôi nảy nở một cách tự nhiên phải khiến con người ở trong mức độ tiện nghi ngày càng cao nhưng phải càng trở về với những quy luật tự nhiên ban đầu thì như thấy hiện nay hiện nay tôi nghĩ kể cả một số <laughs> cái xu hướng ra ở một số nước cả nước rất là lớn đi ngược lại quá trình tự nhiên tôi không có ý định bài xích bất cứ ai nhé tôi ừ. vẫn nghĩ rằng là mọi thứ đang tồn tại nó đều có lý, có lý và mình phải tôn trọng nhưng mặt khác tôi nghĩ rằng nếu một cách cứ, cứ khuyến dụ con người phát triển kiểu như vậy thì dân số tuyệt vong. và tuyệt vong thế là không đúng cũng như người tu hành người tu hành là hãy tạo cho mình tấm gương và hãy hãy lắng đọng đi bây giờ tôi nghĩ bây giờ rất nhiều bậc đi tu như là diễn viên showbiz thì, thì hoàn toàn không đúng cho nên là mà nói tiếp cái ý đó nếu như mà cháu tưởng tượng có một ai đó hỏi đức đà lai lạc mai là đưa ra những lời khuyên về tình yêu thì có lẽ ngài sẽ nói là tôi không khuyên đâu bởi vì tôi đã yêu bao giờ đâu mà tôi khuyên Đó, đừng, tôi, tôi thì chưa được gặp nhưng mà tôi nghĩ rằng những người ừ. đấy đấy cũng là dùng bất bất luận quan điểm chính trị hay nè. những quan điểm ừ, khác của công à, cụ giáo. thế nào về tôn giáo hay về chính trị về cuộc đấu tranh thì đấy blah, blah, blah. như thế nào tôi mới nghĩ đấy là những người có tư duy ở độ cao họ hiểu nè. rằng là họ sống phát ngôn và nói theo những cái gì họ thấy là đúng và họ không áp đặt ai cả và mọi người nhìn họ để tự rút ra những cái đoạn luận cũng như Phật Phật nói gì đâu Phật chỉ à. sau này mới có nhiều kinh có Phật chỉ à. nhưng Phật sống để cho mọi người thấy là nên nên mỗi người phải tự tìm con đường giác ngộ như thế nào chứ không phải làm theo lời dạy lời khuyên của ai đó và vẫn theo cái ý đó thì trở lại với tình yêu ấy thì chúng ta mới thấy rằng là chả có cái công thức tình yêu nào cả. Và cũng chẳng có ai khuyên ai là phải yêu như thế nào được cả Suy cho cùng thì mỗi một thế hệ, mỗi một người Người ta vẫn yêu theo cách của người ta Và chính vì những cái sự khác biệt đó Thì câu chuyện tình yêu nó mới thú vị đúng. đúng. À. Nhưng mà một mặt dạ. thế này, một mặt xã hội Tới đây tôi mới hiểu mà xã hội rất cần những sự bình thường dạ. Xã hội thật Nó phải rất bình thường mới tồn tại được Đây là câu của được. một người đã trải qua bất thường, đúng. một tình nên, yêu nên, bất thường Nên, nên thỉnh thoảng mới có sự bất thường thôi dạ. Và có người ta không nên lúc nào cũng, cũng bất thường cả dạ bởi vì thực ra mình như thế mới đúng ngày xưa tôi có một câu thơ của ông Maurice Carême là nhà thơ mà được gọi là thi hoàng của nước Bỉ đấy mà 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 ông viết rất nhiều thơ trẻ con mà sau tôi dịch tiếng Việt đây cô bé cô bé đấy cô bé nói chuyện nói chuyện về, về về gọi là sâu sâu cái cái ánh trăng sâu nắng qua lỗ kim trôn kim thế nào và vân nhưng sau lớn lên thì họ toàn nói nói chuyện tiền nong thực sự thực sự là như vậy khi mà <laughs> con người ta càng ngày cái tình yêu như ban đầu càng ngày càng càng, không có nhưng chính cuộc sống nó phải lo phải lo toan như vậy các hôn nhân hôn nhân là gì hôn nhiều người vẫn nghĩ rằng đến bây giờ vẫn nghĩ rằng hôn nhân là để củng cố tình yêu không phải hôn nhân chỉ qua là tạo ra hình thức tồn tại để thực hiện những cam kết với tình yêu thôi vì trong hôn nhân thì tình yêu có ít lắm tình yêu theo nghĩa, nghĩa đích thực của nó ấy hoặc là tình là yêu đến một giai nó, đoạn nào đó thôi phải chuyển hóa sau đó phải chuyển chuyển hóa nhưng mà nếu mà con người ta lúc nào cũng 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 thực hiện đúng các thứ quy tắc của hôn nhân thì nó cũng tẻ nhạt. Yeah. Nên tất nhiên chuyện nói chuyện này tôi, tôi không khuyến khích cái chuyện ngoại tình nhưng mà <laughs> có có lý thuyết họ bảo đấy. đôi khi con người ta có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ ấy <laughs> thì để để mà củng cố hôn nhân hơn, Nó tẻ nhạt hơn. tất nhiên còn cái, cái cái danh giới ấy nó như thế nào là do tùy từng người, đúng tùy rồi, từng hoàn hợp. cảnh, tùy từng dân tộc, tùy từng nền văn hóa. Yeah. nhưng mà con người ta nên cho nên sự bất thường thì một nhà thơ thì thì có thể được châm trước trong một số tình huống bất thường nó nhưng ai cũng là nhà thơ và ai cũng bất thường thì xã hội không được Nhưng sau cái tình yêu đầu bất thường thế sau này chú còn yêu tình yêu nào bất thường nữa không? Hay là tôi tất cả sau uh, đó bình thường hết? Cuộc, cuộc nói thế nào nhỉ? T tại sao đến bây giờ tôi vẫn làm thơ? Dạ. Cuộc sống của tôi là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa những cái bình thường và những cái bất thường và với sự xáo trộn rất nhiều nên tôi mở mặt tôi, con người ta có số phận thật, có hoàn cảnh, tôi được sinh ra với một số phận là có thể thực ra nó bình thường mà tôi có thể đạt được tất cả mọi thứ bình thường nhất Đấy. mà người ta rất thèm khát bình Đấy. thường những bạn khác là bởi vì giờ đây ông nguyễn bình giờ đây làm thơ tôi là một sự sự trong bản thân tôi, sự đấu tranh nhưng luôn luôn, luôn luôn bị xáo trộn Chứ còn nếu mà tôi biết an phận thì tôi hoàn toàn có thể tôi được đạt được những điều mà rất nhiều người khác đang mơ ước các khía cạnh xã hội khác nhưng mà tôi trái tim tôi luôn, luôn như thế và đó là cuộc đấu tranh. Bảo có thích hay không thì tôi cũng không biết tôi nói là nhưng mà thực sự cuộc đời tôi luôn luôn là sự đấu tranh giữa để giữa cái bình thường và cái bất thường. Tức là sau này chú vừa yêu những tình yêu bình thường nhưng mà lại vừa có đó, cả đấy. những cái khoảnh khắc bất thường nữa hay như nào? Cuộc sống lúc nào cũng bất thường và lúc nào những cảm xúc. Um, cuộc sống lúc nào cũng có ham muốn trở nên bình thường dạ. giữa những cơn sóng dữ của những cảm xúc bất thường à. và trong hoàn cảnh ấy thì những câu thơ sinh ra. Uhm. Người ta không ai làm thơ vì hạnh phúc cả. không ai làm thơ vì sự đủ đầy cả vì sự thỏa mãn quyền lực danh vọng vật chất người ta làm thơ bao giờ cũng là vì về sự thiếu hụt cái người nhà thơ không nhất thiết cứ phải thiếu hụt vật chất không nhất thiết cứ phải bất tài vô dụng trong lĩnh vực xã hội chuyên môn ừ. xã hội vân 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 nhưng trái tim lúc nào cũng 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 phải náo động mà ừ. cái đó là không phải mình muốn mà được thế mình cây muốn lặng mà gió chẳng đừng mình Công là cái cây giữa một cái cái cuồng phong của của sóng gió tự nhiên nên thành ra mình nếu người khác họ không phản ứng gì cả nhưng đến với mình mình phản ứng và đấy là số phận thực ra rất là bi tráng cuộc đời một nhà thơ rất là bi tráng ngay cả nhà thơ rất có tài cũng thế chỉ có những người mà nó học đòi là thơ hoặc là thì nó mới yên ổn nó mới đủ các tiêu chí nhưng, điều mà còn... Là... có một cái điều này mà cháu rất muốn hỏi chú Quang này lúc nãy chú cháu mình có nói một cái ý đó là ta yêu ai là ta yêu cái ảnh của ta ở trong người đó đúng Chứ, chưa chắc ta yêu cái người đó cho nên là đặc biệt là đàn ông thì thường có một cái xu thế là sở hữu này rồi hơi ích kỷ một chút. Thế thì trong một cái từ trường nó như vậy đó thì tự nhiên lại có một cái câu thơ của Pushkin là tôi cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. Tức là một cái gì đó nó không sở hữu, một cái gì đó nó không vị kỷ thì chú Quang cũng là một người rất là yêu thơ Pushkin và có đầy những cái trải nghiệm về tình yêu. Chú đánh giá gì về về cái tính thực tế, cái sự thật của những cái kiểu tình yêu cao thượng đến như vậy? Nếu mà thực ra đọc về Pushkin ấy, dạ. tôi vẫn nghĩ rằng Pushkin với thơ Pushkin đó là hai khái niệm khác nhau, khác nhau, dạ. khác nhau rất nhiều. Nên Pushkin thì cũng là cũng là Pushkin đó, đó là thiên tài mà trời thi ca nga. Dạ. Khi Pushkin viết bài thơ đó và nói cái câu cao thượng đó nếu mà nếu mà như tôi tôi đọc nhiều về Pushkin tôi nghĩ rằng là là Pushkin không yêu người phụ nữ ấy đâu Natasa. nhưng nhưng tại sao Pushkin là nhà thơ lớn là vì ông ấy tạo cho khiến cho mọi người đều nghĩ rằng ông yêu người người phụ nữ ấy như vậy để mức cầu thơ, cho em được người tình cầu như tôi đã yêu đấy. em <laughs> cho nên không phải trong cuộc nên... sống ấy nhiều nhà thơ viết những câu thơ hay và đặc biệt bây giờ nhiều nhiều nhạc sĩ có những ca từ rất là hay xả thân như vậy nhưng không phải ai cũng cũng xả thân được rất ít Thương nhưng hiểu. tôi tin rằng là ngay cả những cái 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 ít lắm và mà mà tôi nghĩ rằng nhưng ở tôi tôi không phải vì tôi tôi nói ở tôi khi tôi biết những câu thơ của tôi là đúng trong những hoàn cảnh mình vẫn thật không những lúc không định làm thơ, Tức là thơ bật ra thị, bật ra nó bật ra, bật ra như vậy nó bật ra hoàn cảnh nó hoàn toàn bật ra như một sự vô thức và sau này cuộc đời mình nó nó ừ, trôi như theo vậy. như vậy yeah. cũng như thế, khi cái khi bài thơ đầu tiên tôi viết năm 1990, khi tôi quen vận yeah. đầu của tôi cũng chưa yêu đương gì đâu chỉ nghe hát mà tự nhiên tự nhiên câu thơ nó nó vang lên và sau này đúng là nó nó vang lên là gì bởi vì tất cả những cái ý tưởng ấy những cảm xúc ấy nó tích tụ mình từ hồi thơ ấu từ những cuốn sách mình đọc từ lúc ở lòng lớn lên trong thời thời học sinh đầy lãng mạn đầy cô độc của thời sinh viên cũng thế và tự nhiên bài thơ nó 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 hình thành và do tất cả cái sự văn hóa chắc cũng một phần là ở văn hóa nga ở cái từ không khí Pushkin nó tạo ra cái bài thơ cái bài khúc ca đấy tôi đọc luôn yeah. Mấy chục năm rồi tôi, tôi vẫn nhớ bài, bài, bài đầu tiên Lúc đăng ra mọi người cũng không hiểu thế nào Nó chưa có cái gì để ấy cả Em tình cờ dễ thương Rơi xuống đời anh Bỗng hóa thành tia chớp xanh Bỏng rác Anh chìm vào tiếng hát Từ tất cả em dâng Hà Nội Trưa nay nắng trang trang Đêm đông theo em về tê buốt Những chú ve mùa hè Ngơ ngác vội bật ngừng tiếng giữa vòm cao ta nghĩ ra nhau tự lúc nào em qua với ai ai anh qua cùng ai nữa những hạnh phúc như say những mảnh đời tan vỡ đã bao giờ ta thấy hết nhau đâu thì đừng tiếc những năm những tháng chỉ mơ hồ thấp thoáng cảm về nhau tiếng em hát vô hình như tiếng thở môi khô khát anh hôn vào không khí đã bao giờ chạm tiếng em chăng? Thì đừng tiếc những năm những tháng trái tim 18 tuổi đã ai hôn thì đừng xót ngày xa đã sống một phần nhau ở giữa ai người. Đừng để đó chỉ là ảo giác tan hát rồi em lại vẫn em thôi nhưng dù đó có là ảo giác anh vẫn yêu em như lần cuối trong đời yêu như lao xuống dòng nước xoáy giữa trời rơi không chịu mở dù anh chỉ e những chú ve nhỏ bé sau em còn đủ sức hát vô tư lúc ấy không có tình yêu chưa có cái gì cả nó tất cả nó ở trong mình nó tự nó bật lên và sau này cuộc đời và đúng và tôi nghĩ là khi nó khi phối anh tạo mình yêu như lao xuống dòng nước xoáy giữa trời ừ. rơi không chịu mà dù nó vừa ương bướng vừa ngu ngốc nhưng nó vừa đầy kiêu hãnh đầy sự xả thân mà tôi nghĩ tình yêu đích thực bao giờ cũng cần sự xả thân yêu nhau đích thực là không phải để lấy hạnh phúc yêu nhau đích thực là đôi khi để gánh hộ cho người khác cái nỗi đau gánh được hay không đấy là một câu chuyện khác nhưng muốn gánh nhưng muốn Và gánh sẵn sàng thì mới, đấy. chứ đấy. là yêu nhau để mà anh đại gia để sống hay là em hoa <laughs> hậu thì chuyện nó cũng bình thường không có <laughs> <đó> đông <cũng>, không có <laughs> xấu như tôi nói không có gì xấu cả <laughs> yêu ở đấy phúc lộc người đấy danh vọng để lấy điều kiện cái đó không có gì xấu cả mà thường thường bây giờ toàn thế chứ, có ai không có xa, ai xa, yêu sao người không sao không sao không sao nhưng mà cái tình yêu thực là yêu để gánh hộ mình không yêu thì không gánh hộ được cái nỗi đau đớn trong khi đó đau ai biết nước xoáy mà sao vẫn lao xuống vì đấy là tình yêu Thế Đấy thì đó. bây giờ như thế này đã bao giờ trong các mối tình của mình ấy, chú Hồng Thanh Quang rơi vào một cảm giác rằng là đau khổ đến mức muốn chết. Ôi thôi, mẹ, tôi tôi đã từng khờ trẻ, muốn tự tử, từng từ từ, đã muốn, muốn rồi. Từ từ. Mà cái yêu, yêu rất vâng, không phải cái tình yêu nó lại không phải tình yêu lớn lao gì đâu, nó <laughs> chỉ một sự phải lòng. Hồi ấy, học của Lê Sô, tức là phải lòng mình cũng rất là thế này. mới lớn, mới lớn. Mới lớn. À? Cái thứ ra là, là cái tình yêu ấy, nó không phải vì đối tượng cụ thể đâu Thật ra yeah. tao mới hiểu là cái đối tượng cụ thể là mình muốn gán cái cảm xúc của mình cho người ta thôi và tự nhiên mình tạo cho người ta cái hào quang vô cùng lớn yeah. và thì, thì thấy mình thì chắc là tôi nghĩ rằng bây giờ tôi hiểu là người ta nhìn thấy người ta thấy mình buồn cười lắm yeah. <cười> mình chẳng rất gần gần chắc chắn là mới gần vì người ta chả người ta người ta biết người ta người ta rất bình thường nhưng mình 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 ngay từ bé bằng kiến thức sách vở bằng cảm xúc và tính tưởng tượng bằng cái những thiên phú của ừ. một tăng lực thi ca bẩm sinh nào đấy mình nghĩ hình, hình tượng rất là đẹp rồi. và mình gặp một người thì đúng cái kiểu mình treo những bức tranh này, của mình nói là bảo cái đinh thì nó là hơi bị tàn nhẫn phải thật. đó tức là mình hình ảnh mình, mình gán cho người ta cái hình ảnh của mình ấy và người ta thì vì gắn với người ta cũng trẻ người ta không không hình dung được cái gì cả người ta cũng thấy lạ mà thấy sợ hãi nhưng mà như mình như thằng thần kinh như tại à, sao lại, lại như cái à. lúc điên rồi nhất cụ thể như là thường thấy đã nha. từng lúc mà bầm... thế này đúng tình ừ. yêu nó lạ thật khi mình thấy ấy, mình cảm thấy thất vọng là, là không có người này không có người này là mình không thể sống được mọi <laughs> thứ đều không biết. kể cả tổ quốc ngay lúc ấy mình thấy và mình, mình rất muốn hồi thọc của nó rất muốn về tổ quốc để phục vụ mà tôi những ngày thơ yêu nước lắm thôi đúng thanh niên ở thời đại ấy để. nhưng mình thấy ấy mình, cô ấy không cô ấy có chồng rồi cô ấy mình hoàn toàn mình thấy mọi thứ bố mẹ với mình cũng không nghĩ trong khoảnh khắc nhất định à. trong cơn say cũng không nghĩ đến nữa cảm thấy buồn khủng khiếp. thế nó chả có nghĩa lý gì cả chỉ muốn chết <laughs> có lúc đi chạy quanh 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 tìm được xem có đủ với xe đúng không nhưng không đủ thành ra là không đủ Thật sự. Không mấy, là mấy, mấy, mà sao kể lại mấy bạn quay cũng ở, ở, mấy anh cùng đơn vị ở, ở học vấn đấy một theo dõi mà xem ngày nó ngày nó bất biến đột biến khi khi nó, nó bỏ nó bỏ nó ở lại nó vì ông này nó ở lại cái này cái này cái này cái này, này canh gác xem thế nào nhưng hóa ra nhưng mà đó là cơn đột phá đúng có khoảnh khắc tất nhiên rất may nó chỉ là một khoảnh khắc cơn đột biến và sau khoảnh khắc đi qua thì mọi chuyện bình thường mọi chuyện sau đấy không phải đúng bình thường ngay nhẹ, nhẹ, nhưng nó nhẹ, 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 nó dần dần, dần. và <laughs> sau đó cũng đã vì thứ ra nó cũng không phải là có chuyện gì to lớn nữa bởi tình yêu thật cảm xúc đi lên trong con người ấy, nó tạo ra ảo giác vô cùng lớn tạo ra ảo giác ảo giác ảo giác thôi và thứ hai cũng có lúc sau này thì khi mình mình lớn tuổi rồi ấy, thì mình thấy mọi chuyện quen đau khổ mình không ấy nhưng mà khi chỉ cần một cái cái bởi vì thế này đấy lại cũng cho lỗi cho mình mình nghĩ là mình là một người ghê gớm lắm ai đã yêu mình rồi thì không thể yêu người khác được mình nghĩ mà đã từng ra là em cũng ảo là ảo tưởng bản thân mình rất là đấy cái này cũng là và mình nghĩ bạn thấy không phải anh thiên hạ giống nhau em ở với ai trước câu thơ em ở với ai thì cũng thế không phải anh thiên hạ giống nhau thôi mình cứ nghĩ là 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 đấy mình, mình là cảm giác quá ở ừ, đặc hạ. biệt mình nghĩ rằng đã yêu mình rồi làm sao <laughs> mình tránh ra chủ quan nên mình cũng bị ăn đòn nhiều bởi vì cái tính chủ quan nhưng mà thực ra nó cuộc sống nó là như vậy nhưng mà cháu cháu đang muốn dừng chú quan ở đây vì có một việc rất là quan trọng thi thoảng ấy, thì cháu nhận được thư của khán giả họ kể rằng là em đang rất là đau khổ trong tình yêu này em muốn chết này anh cho em lời khuyên Nhưng mà cháu phải nói rất là thật Là cháu không đủ độ trải nghiệm về tình yêu Để đưa ra lời khuyên Thế thì chú Quang đã là người Đã có lúc mà muốn chết vì tình yêu Rất đau khổ về tình yêu Rất muốn chú Quang có thể chia sẻ một vài câu Để cho những cái khán giả của kênh ấy, Họ có cái sự đồng cảm Lúc đó họ vượt qua bằng cách nào Phải chăng là nhận diện đấy chỉ là ảo giác Tình yêu chỉ có nghĩa dạ. Nếu giúp cho chúng ta sống Tốt hơn sáng tạo hơn, tử tế hơn. Còn nếu tình yêu có một bài thơ của ông nhà tôi không không nhớ Nguyên Văn Bản dịch thơ nhưng ý nghĩa là nếu tình yêu nào dồn chúng ta tự bào, cõi chết, chết thì chúng ta hãy tự gượng dậy và bóp cổ cho tình yêu ấy chết. Bởi vì tình yêu chỉ có nghĩa nếu làm cho, cho con người trở nên tốt đẹp hơn. Đấy, còn những cái mà muốn ta chết đấy là sự na ná của tình yêu, đó là một sự mê mê muội vì yêu chứ không phải là tình yêu. Và đôi giờ khi đó. phải nhớ tất nhiên một anh hồi trẻ thì thì có lúc bi phẫn thì mình không không nhận ra điều đó nhưng nếu mà tỉnh lại thì hãy nhớ và bây giờ nếu mà như một người tôi có thẩm quyền mà tôi đã trải qua, qua. chỉ một lần như Đấy. thế nó có lúc cũng tuyệt vọng lắm tôi đó mình, mình cảm thấy mình bị phản bội mình cảm thấy là 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 là, là cái niềm tin của mình bị mất bởi vì mình đại khái ấy. có những cuộc đời tôi thì đủ thứ chuyện chuyện gì cũng đã xảy ra rồi không phải tất cả nhưng mà rất nhiều chuyện xảy ra và tôi thiệt nói tình yêu phải giúp cho chúng ta trở nên tốt hơn, trách nhiệm hơn và tài năng hơn. Tình yêu mà khiến chúng ta uh, muốn tự sát thì đấy không phải là tình yêu đấy là <laughs> cái sự na na giống tình yêu đấy là sự mê muội về tình yêu. Yeah. Hãy nín thở, nín thở vào, thở, hít hơi thật sâu vào và thở hắt yeah. ra và nhìn lại cuộc đời và uống một cốc rượu hay làm cái gì ngủ dậy sáng mai bạn sẽ nhìn cuộc đời sẽ thấy khác. Đôi khi một số bạn trẻ ví dụ như một số bạn cấp 3 chẳng hạn hoặc là sinh viên chìm trong sách vở chưa trải đời lắm và cũng chỉ mới sống với một vài mối tình đầu tiên họ cứ vin vào cái chết của Romeo và Juliet họ tưởng rằng là ôi không tôi phải chết thì thế mới là một tình yêu đích thực nhưng mà theo cháu nghĩ như thế là rất thiếu lý trí không biết là chú quang có đồng rất, tình với cái là... nghĩ đấy không cứ Ai? lấy Romeo và Juliet ra Đúng rồi. và tưởng đấy mới là tình yêu đích thực ừ. giá trị chị của Romo Juliet là chỗ rằng cho nó thấy rằng là mọi cái sự chết tình yêu như vậy thì đều không đáng để học làm tấm yeah. gương để học mấy nghìn năm của nhân loại mấy tỷ tỷ người đã sống đang sống và sẽ sống cho nó thấy rằng là chỉ một cặp ấy là đủ rồi và không nên tăng tỷ lệ tự <laughs> sát như vậy trong Rất. lòng nhân loại và kiểu rằng là hãy biết phải đấu tranh tình yêu mình <laughs> hãy cứu cho con người ta ấy con người ta phải biết vượt qua những thử thách của đau khổ, của sự phụ tình, của sự phản bội và đặc biệt sau này khi bạn lớn lên rồi bạn hiểu rằng con người ta cũng phải biết vượt qua thử thách của cảm giác hạnh phúc bởi vì như thực tế cho thấy những cặp tình nhân dễ phản bội nhau nhất là những cặp nhân đang ở trên đỉnh cao hạnh phúc chứ không phải là những cặp tình nhân đang ở trong đau khổ đâu bởi vì khi đau khổ khó khăn vất vả thì người dễ đoàn kết với nhau hơn Đúng. Còn khi mà đã no sôi chán chè khi đầy đủ mọi thứ thì trong lòng người sẽ sinh ra những sự phản trắc bởi vì không có gì tẻ nhạt hơn hạnh phúc. Yeah. Người ta cứ vươn hạnh phúc nhưng hạnh phúc rất tẻ nhạt nhưng tất nhiên phải phải đạt hạnh phúc rồi thì mới có thể có quyền nói câu ấy. Chứ còn cuộc sống hay ở chỗ là sự vật lộn, sự mưu sinh, sự chung vai sát cánh, sự đồng cam cộng khổ, sự nắm tay nhau vượt qua khó khăn, đoàn kết với nhau để chống lại những thế lực thù địch. Yeah. Đấy, trong tình yêu cũng thế, và trong tình yêu ấy, ngay cả trong cái câu chuyện Romeo và Juliet thì theo cháu đó cũng phải hiểu rất rõ thế này này. Tức là ông Shakespeare ông nhấn mạnh đến cái chết của cái đôi đó, thật ra là trong một bối cảnh để nói về mâu thuẫn của hai đúng, dòng họ. Đúng. Thế còn nếu như chúng ta các bạn trẻ mà không chú ý đến cái bối cảnh đó. À hai dòng họ mâu thuẫn để những đứa trẻ phải chết này, đấy nhìn thấy chưa đừng mâu thuẫn nữa mà chỉ nhìn thấy cái chết đó thôi đó thì rất nguy hiểm. Phan Giang rất đúng. Đấy. Cái vở cái cái không phải để ca cá tụng cái chết của tình yêu đúng. mà để buộc tội những cái thế lực thù địch nhau một cách vô lý và những sự thù địch nhau cách vô lý ấy dẫn đến cái nạn nhân như vậy chết. chứ không ừ. phải để ca ngợi cái chết ừ. còn cái chết bao giờ cũng là tiêu cực ừ. thực ra khi tôi bị ốm mà lúc trong có lúc mình nghĩ là mình chuẩn bị chết rồi thực sự thật ra sát kề cận cái chết rồi tức là lúc là mà, mà chúng phát hiện ung thư đó ung thư, thư và ừ. chữa bệnh lúc nó đau người và lúc cơ thể nó nó bị rỗng không mà, mà tưởng như là sắp chết rồi ấy tôi mới hiểu rằng là cái chết là chết là thất bại bao giờ cũng phải sống sót chỉ có sự sống sót thì mới là sự biện minh chứ còn chết đi không cái chết không chứng minh được cái gì cả đừng bao giờ ca ngợi cái chết ngay cả những cái chết rất cao đẹp cực chẳng đá thì mới mà chết không được hèn nhát nhưng yeah. đừng nhưng cái chết không bao giờ điều đáng mơ ước cả ừ. phải sống sót dù trong hoàn cảnh bất kể hoàn cảnh nào ở đây có một cái điều mà cháu rất là tò mò chú quang vừa kể đến cái khoảnh khắc ấy mà chú bị phát hiện căn bệnh ung thư này Thật ra, nói thật ra, lúc đấy chú cũng tưởng là chết không, Nằm ở trên đúng. giường bệnh ờ, Nhưng mà cái lúc ở trên giường bệnh đó, mệt mỏi Tưởng chết đến nơi Có bao giờ trong một khoảnh khắc nào đó Cái con người bệnh tật lúc đấy đó, Vẫn thấp thoáng thèm yêu Có chứ đúng rồi. Hay là lúc đấy là không cần nghĩ đến tình yêu gì nữa Vẫn con người bản năng Mình là người sức sống mạnh, <laughs> bản năng mạnh Bản năng mạnh Lúc không nó không phải nghĩ thèm yêu mà nói chung là thế nào nhỉ có người ta chắc lên lúc chết nếu mà nói mặt tổng nói mặt, mặt tổng kết ấy, chắc lên lúc chết ừ. Chứ vẫn bởi vì người ta chưa biết lúc hấp hồi thế nào mà chưa ai trở lại được nhưng tôi nghĩ rằng có khi hay khác mà lúc bắt đầu một chút thời giờ cuối cùng người ta lại nghĩ tình yêu ấy tôi nghĩ thế, à, với tư duy của tôi tôi nghĩ là như thế, ít nhất là trong trường hợp của ừ. chú mà chú gần gần trải ừ, nghiệm, không, ừ, không thí dụ thế, vẫn còn như thế, vì con người ta, về cái đấy mới là cái níu giữ lại, níu giữ lại sự mình với cuộc sống, chứ không phải lý thuyết khác, bởi vì khi con người ta nó còn chết là hoàn toàn trở về nguyên thủy, tôi nghĩ là quẩn bản chất nguyên thủy của loài người là tình yêu, chú cho nói chắc... cái sự níu giữ với đời sống cho, không nghĩ phải mọi là... sao ý thức đấy chuyện khác, khi mình xong rồi mình thì mình có, có cái, cái bản chất căn cốt vẫn là tình yêu tại sao tình yêu nó, nó, nó thiêng liêng, thiên liêng mà cùng. nó nó không thể có gì nó nói bao nhiêu cũng không đủ là vì thế và nó rất nhiều khía cạnh khác nhau nhưng tôi nghĩ là tình yêu là cái bản chất cuối cùng của sự sống không có tình yêu nữa. sống sinh ra để làm gì nếu không phải là để vì tình yêu bởi vì trong tình yêu người ta được thỏa mãn nhất tất cả mọi thứ ở đỉnh cao nhất chắc chắn là như vậy ừ cái danh vọng rồi là của khả thế không phải tất cả thí dụ như bảo đàn, đàn mà tôi này đúng đàn ông cần quyền lực làm gì để chiếm đoạt được nhiều phụ nữ nó cần tiền bạc làm gì để có thể có được nhiều người phụ nữ chứ không phải thân tiền bạc quyền lực không có nghĩa lý gì cả cho nên vẫn là như thế vẫn là căn cốt của tất cả mọi sự sống chứ tôi nghĩ mà con người tồn tại tình yêu còn thì tình thì nhân loại mới còn tồn tại còn còn nên đã. bây giờ nhưng tôi nghĩ khi người ta đã làm bóc méo cái bản chất của tình yêu tự nhiên thì tôi nghĩ đấy lúc bạn hãy tin đi thì bạn chắc là oh, sâu lâu hơn tôi bắt đầu quá trình diệt vong của nhân loại yeah. khi người ta tôn vinh những cái sự như vậy tôi vẫn nghĩ như thế. tất nhiên tôi không có bài xích chuyện gì cả tôi cũng đọc đủ sách đủ thông tin để tôi, để tôi tư duy theo cái tầm của thế giới nhưng tôi vẫn hiểu nghĩ rằng là khi người ta đã bóp méo cái ý nghĩa của tình yêu tự nhiên của con người thì bắt đầu nhân loại bắt đầu bị bế tắc và lúc ấy là sẽ bắt đầu một, một nhân loại khác ngày xưa tôi có bài thơ mà anh Phạm giờ tài đóng cũng thích là ta mất nhau đã thành nhân loại khác. Ừ. Thì nếu chúng ta mất cái khái niệm ban đầu nguyên thủy về tình yêu thì chúng ta sẽ thành nhân loại khác. Có người vẫn thế mà chắc chắn mà mà, mà rất có nguy cơ là sẽ xảy ra như vậy. Chúng vậy ta cũng chẳng um... làm được gì được nhưng mà mà ít ra phải biết nhận thức như vậy. Ta mất nhau đã thành nhân loại khác. Vậy thì chỉ trước khi buồn mà... như cũng vẫn mênh mang. Vâng. Vậy thì trước khi mà chúng ta chia tay khán giả, sau khi mà chia sẻ phải nói là rất nhiều góc cạnh thú vị đó. Về và đây là tôi nói luôn là đây là, là toàn thôi. những thông tin để tham khảo, tham khảo đừng tham khảo. không có cái gì mang ý nghĩa áp đặt hay là khuyên dụ hay là <laughs> dây dỗ đặt cả lại cạc không dạy dỗ, đây là sự đấy là sự trải lòng rất trải thật. Trải nghiệm cá nhân. Trải nghiệm cá nhân rất dạ. thật và cũng mà tôi nghĩ rằng cuộc đời một nhà thơ thì thì bên cạnh những điều đúng đắn là có vô số những điều lầm lẫn Nhưng nhà thơ phải tự mình lầm lẫn để cho mọi người khác nhìn vào sự lầm lẫn đấy Để mà giúp kinh nghiệm, để mà tự rút ra những bài học cho chính bản thân mình Để mọi người nhìn vào đấy và không lầm lẫn như thế nữa ừ, Hoặc là thấy, thấy, thấy hay, có thể học lại cách lầm lẫn ở mức độ an toàn hơn Ví dụ như vậy à, Cháu đang muốn nói một cái ý là Thế thì trước khi chia tay khán giả đó Thì mời chú Hồng Thanh Quang đọc một bài thơ tình Mà ám ảnh chú nhất tình đến lúc này Vẫn bài thơ mà tôi nghĩ rằng là tại sao nó sống được lâu vì đúng là tôi biết trong hoạn thái rất vô thức Đạ. tức là định mà đằng mà những câu thơ nó vang lên một nẻo ngày xưa tôi có bài thơ ta nhớ một người môi lại hôn người khác chỉ có nước mắt và đầm cho Và tôi cái bài thơ này cũng thế tôi biết tặng một người đại hóa ra này để tặng chính và tặng tất cả cái số phận của không chỉ một thế hệ không chỉ một người đàn ông không chỉ một loại đàn ông không chỉ một dạng người phụ nữ mà thế hệ bài không mùa thu tôi nghĩ bài thơ này nó, nó, nó tại vì ai anh chắc chắn cũng sẽ có những nỗi niềm như thế mà đường nhạc sĩ phú quang và anh phú quang nhé. và ngay dạ. lúc anh nhạc và bởi vì anh phú quang hơn ai hết và anh cũng hiểu chính vì anh anh đọc tôi nghĩ anh phú quang anh thích không phải thích cho tôi mà anh thấy anh đúng là cũng là cái ý nghĩ của anh ấy và anh ấy phổ thành bài hát mà, mà mọi người bây giờ vẫn hát như như là nó mới mới xuất hiện bằng sự rung động như vậy vẫn biết ta giờ không trẻ nữa Sao thương ai ở mãi cung hằng Lời nguyền cũ trên đầu như nguyệt quế Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc Còn điều chi em mải miết đi tìm Tôi đã đến cùng em và tôi biết em cũng là như mọi người thôi nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu em ám ảnh tôi chọn một kiếp người ngay cả nếu âm thầm em hóa đá bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi mênh mông quá khoảng trống này ai lấp khi thanh âm cũng bất lực như lời sẽ chỉ còn quần thu thua ấy mãi cô đơn vằng vặc giữa trời người đàn bà giấu đêm vào trong tóc em tìm gì khi thất vọng về tôi rất là ám ảnh và xin cảm ơn chú Hồng Thanh Quang cảm ơn nhà báo Phan Tăng cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện rất cởi mở và chân tình này và hy vọng là sẽ được tiếp tục đón tiếp chú Hồng Thanh Quang trong những cái chủ đề sắp tới dạ. uh, trên kênh YouTube nhà báo dạ. Phan Đăng. Tôi rất muốn cùng nhau để trải nghiệm và chúng ta trong cuộc sống chúng ta dạ. cùng trải qua những cái cảm xúc, những ý tưởng để làm sao khi tôi nói này tôi nghĩ tôi cũng sẽ nhận được những phản ứng tích cực để giúp cho chính dạ. trong lòng tôi có thêm nghị lực để mà sống tiếp. Dạ, xin cảm ơn chú. Dạ. Uh, chúng tôi uh, xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Phan Đăng Hỏi Chuyện ngày hôm nay. Hy vọng là lửa của tình yêu mà nhà thơ Hồng Thanh Quang đã đốt lên trong gần một tiếng vừa rồi sẽ bằng một cách nào đó lan tỏa đến các bạn để chúng ta có thể yêu một tình yêu nào đó tích cực nhất và đẹp nhất với cuộc đời mình. Xin hẹn gặp lại vào những chương trình tới đây.